chuyện bây giờ mới kỵ. Người kỳ cận với nghệ sĩ Vũ Linh suốt 40 năm. Vì sao Vũ Linh nấu ăn ngon? Trong đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh từ ngày 5 tháng 3 cho đến hôm nay là tròn 1 tháng, người luôn xuất hiện 24/24 giờ tại nhà nghệ sĩ cùng phụ giúp gia đình của em gái Vũ Linh Hồng Nhung. Đó là một người đàn ông cao to, có nét lai tay mà mọi người trong gia đình và bạn bè gọi thân thương với cái tên Cậu Thành. Ông là người lo trong lo ngoài trong gia đình của Hồng Nhung. Lúc anh trai qua đời, coi như trong nhà không có đàn ông. Ông lo chu đáo cho người em kết nghĩa của mình, từ trang phục mẫu và bàn thờ cúng. Mà khi kể lại về mối tâm tình của ông với nghệ sĩ Vũ Linh, ai cũng ứa nước mắt. Họ đã là anh em kết nghĩa suốt 40 năm nay. Ông có mối thâm tình với nghệ sĩ Vũ Linh từ lúc hai người còn rất trẻ, cho đến bây giờ tóc ai cũng đã điểm bạc. Và nay lại phải tiễn biệt người em suốt 3 năm gắn bó về bên kia thế giới. Lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống, ông đã theo người em kết nghĩa đi khắp mọi nẻo đường lưu diễn, từ trong nước cho đến hải ngoại. Lúc ông không còn vướng bận chuyện gia đình, khi tuổi đã cao thì thời gian rảnh của hai người nhiều hơn, nhưng lại là lúc phải âm dương cách biệt. Lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh nấu ăn rất ngon. Trong những buổi họp gia đình thường thấy ông xuống bếp nấu cho mọi người ăn. Theo như nhiều nghệ sĩ kể lại, Vũ Linh thường phụ trách trong việc bếp núc khi có hồi hộp. Nhưng nghệ sĩ Diệu Hiền hồi tưởng lại, ở chung đoàn hát, Vũ Linh hay dành nấu ăn, nấu rất khéo ngang. Vũ Linh cũng từng nhớ tuổi thơ của ông. Ông và anh ruột cùng làm việc nhà, nhưng người anh trai ông thì rất nhát việc nhà. Ông phải làm hết từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cũng một tay. Khi đã có tên tuổi trong ngành săn gấu, ông lại có cái thú thích nuôi cá, nuôi gà thả vườn. Căn nhà nơi nghệ sĩ đang ở tại Phú Nhuận, trên lầu cũng là một vườn thu nhỏ, đủ loại trái cây, cóc, mận, vú sữa. Có lẽ vì những thú vui đó, ông rất khéo trong việc nấu ăn. Vân Tiên, em gái kết nghĩa của nghệ sĩ, nhớ lại lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống, kể với mình về chết Lôi Thành và lý do tại sao nấu ăn ngon. Nghe Linh kể về anh Thành nhiều, lần đầu tiên nói chuyện với anh là qua điện thoại. Lúc đó Tiên đang ở Việt Nam quay Tây Thiên Vũ Cúc và Châu Du Đại Soái. Anh Thành gọi nói chuyện, lần đầu gặp mặt là lúc về Sài Gòn thu tiếng Lân Lan Vương. Anh Thành là người lo lắng tất cả chuyện đi đứng ở Sài Gòn và là quản lý sắp xếp mọi việc, từ mời nghệ sĩ đến phòng thu. Đúng là dân ở Pháp. Em lên xe xuống xe, anh điều ra tận bên ngoài, mở cửa cho em gái và đóng cửa khi em đã ngồi yên trong xe. Em hỏi mua bún riêu chỗ nào ngon, anh mua cho một phần to go để khi vào phòng thu thì làm nóng lại ăn. Kể về anh Thành, từ lời anh Vũ Linh, ông Sạc Thành là ông tổ của video cả lương mình đó, không có giỡn đâu. Anh học về điện ảnh, lại sống ở Pháp nên mang cái ý đó về cho cải lương. Hồi đó anh quen với đạo diễn Phượng Hoàng, chứ anh không có biết anh đâu. Lúc đó anh chưa có nổi tiếng, rồi anh mời đóng trong cuốn video đầu tiên của cải lương là Phương Thúy Kiều. Có khi quay tới 3 giờ sáng, có khi 4 giờ sáng đã quay. Anh Thành thấy anh chịu khó nên có tặng riêng cho anh thêm tiền. Anh mừng lắm Tiên. Tiền quan trọng, nhưng mừng là được anh Sạc Thành hiểu và trân trọng việc anh làm. Lúc đó anh chỉ biết ca, biết diễn thôi, chứ đâu có quen biết gì người sang trọng và có tiền. Rồi sau đó anh Thành mua quạt lông rồi môi son mang về, anh xin một hai cái cho Hồng Nhung, rồi từ đó thân với nhau luôn. Anh Thành về Pháp, thời gian đó ở Việt Nam khổ lắm em, lương nhà nước mà. Anh Thành nói học nấu ăn đi, rồi kiếm đường qua Pháp, anh sẽ giới thiệu cho nhà hàng để làm bếp. Anh nghe mừng quá nên đi học nấu ăn. Anh học nấu đồ tay ngon lắm nha Tiên. May mà anh không đi Pháp làm đầu bếp, xém nữa cả lương bước đi một nhân tài, hú hồn hú vía. Em không biết nói sao để diễn tả được cảm xúc của một khán giả đã từ lâu không còn xem cả lương nữa, mà giờ đây mỗi ngày, mỗi giờ, nếu cầm đến điện thoại là mở nhạc của chú Vũ Linh để xem, để nghe. Từ khi biết tin chú mất, bản thân em vô thức cứ tìm về các tuồng cổ có chú đóng, nghe suốt, nghe suốt, nghe đi nghe lại. Và thế là biết đến chị Văn Tiên và biết đến các tuồng tích chị đã viết và như y đóng khuôn cho chú. Lời văn sao mà nó lịch lãm, từng câu chữ qua tiếng hát của chú, mà em nghĩ chắc chỉ có chú, duy nhất chú mới có thể làm các nhân vật đó sống lại, oai phong lẫm liệt như thế. Và giờ đây chú mất, chắc chắn rằng không ai có thể thay thế chú diễn thành công như thế. Và cũng vì chú mất, một lần nữa nghệ thuật cải lương như sống lại với giới trẻ tưởng như đã mất đi từ lâu, và nhất là Hồ Quảng. Chính vì thế hiện tại bây giờ cứ như em nghĩ khó có thể xem ai khác diễn các tuần tích đó ngay thời điểm hiện tại. Chắc có lẽ do trân quý hiện thoại này quá mà khó có thể mở lòng. Ngũ Tử Tư Phạt Sở, kịch bản này phải nói là gặp sóng gió ngay từ lúc chưa vào cuộc,
vì em quá đặt nặng tâm tư vào kịch bản nên bị động, Lem bị mất bình tĩnh đến nỗi em tuyên bố bỏ cuộc giữa chừng. Đại ca Lân nhà em là người bàng quan, làm cũng được không làm cũng được, duy nhất một điều là em vui. Tùy em, mình không làm phim thì anh đưa em đi chơi, nhưng em mà bỏ lần này là em sẽ bỏ luôn viết tuồng, bỏ luôn cả lương. Anh biết anh mà nói, em đừng làm thì em sẽ lập tức không làm, nhưng anh không muốn. Bình tĩnh lại, đừng suy nghĩ gì hết, cứ để cho việc tiếp tục. Khi cầm bản gốc trong tay, em nhào vô ôm cổ Lân Ca chụp chụp và cảm ơn anh đã khuyên em tiếp tục. Lân Ca cười hì hì, làm mất cơ hội ngàn vàng để nói vài câu khích em cho em bỏ Vũ Linh mà không làm được, tiếc gì đâu. Khi Linh đến California để làm show đêm Vũ Linh, người xem đồng nghiệp bầu show gọi xin số điện thoại của Vũ Linh mà hỏi anh thì trớt vớ. Ông bước chân qua Mỹ mà không đem theo điện thoại. Anh qua đây có em và Lân rồi, cần gì liên lạc ai mà điện thoại. Ai gọi để lời nhắn muốn liên lạc đưa cho anh Linh, anh đều lắc đầu, hỏi tại sao anh không liên lạc với người ta. Mục đích anh qua đây để thăm em và Lân, làm show của anh em mình, bao nhiêu đó là anh hạnh phúc rồi, đủ rồi tiên. Xong show diễn, có người em bạn gì của gia đình anh Linh chở anh Linh đi Las Vegas chơi 2 ngày. 7 giờ tối anh gọi, em ghé chợ mua mấy con cá chim vàng tươi cho anh, để anh làm cá nấu cơm cho Lân ăn. Hả? Ủa mốt anh mới về mà, anh đổi ý rồi, anh về chơi với em và Lân. Anh đang trên đường về nhà, làm em lật đật chạy đi chợ mua cá. Sáng anh Linh dạy chiên cá, làm nước mắm tỏi ớt rồi gọi, Lân ơi Lân, ăn cơm Lân ơi. Lân Ca ăn cá chiên với nước mắm tỏi ớt, khen ngon, rồi hỏi, em học được mấy món ăn của anh Linh chưa? Em chưa kịp trả lời Linh Ca sời, cổ mà biết nấu ăn gì, có mà ngồi ở văn phòng gõ gạo thôi, biết gì mà nấu ăn, quê nhà, tới luôn. Em không biết gì đâu, chỉ biết viết tuồng cho anh thôi, Linh Ca phì cười im lặng. Trước khi anh Linh qua Mỹ, em hỏi trước, anh ơi, anh thích món gì? Để em đặt người ta nấu chứ em không biết nấu ăn. Bên đó có cá không? Có giá không? Có càng không? Vậy đủ rồi, anh qua đó anh nấu cho em với Lân ăn. Anh Linh có món tôm càng, tràn ngon số 1 luôn. Từ nước sốt đến vị đến màu sắc tuyệt vời. Mà vui là bữa đó, có người Ngọc Thanh Thanh Tâm đến tập tuồng, chỉ ăn phần dư còn lại. Anh Linh có vẻ khoái lắm khoe, Tâm thích món này của anh làm lắm. Em thấy chị Tâm, em hôn, ăn hết chén cơm luôn. Em miếng mặt, em còn thèm mà chị Tâm ăn hết của em rồi. Chờ anh đi chợ, anh mua tôm về làm cho em ăn chứ khó gì. Anh Linh về lại Sài Gòn, em hí hửng mua tôm càng về làm món anh đã chỉ. Lân Ca nhà em ăn, em làm không ngon bằng anh Linh. Em nhìn cái dĩa còn đầy tôm rang, ủa là sao ta, tức mình. Ngày hôm sau gọi về hỏi lại công thức món tôm rang. Tôi biết mà, cô mà nấu ăn gì, tối ngày chỉ gõ gõ làm việc thôi. Nhiều khi em ngồi chống cằm suy nghĩ, sao hai ông nội này cứ nhìn em mà đấm mà đá teo tua vậy nè. Khoảng 4-5 giờ sáng gì đó, giật mình rồi nửa tỉnh nửa mê là vào mơ, thấy đưa anh Vũ Linh qua Mỹ chữa bệnh. Lúc này anh đã yếu nhiều, vào phòng nắm lấy tay anh khóc, khóc nhiều lắm. Em cứ nắm chặt tay anh và thì thầm, khóc đi anh, khóc đi anh. Rồi qua một cảnh khác vào buổi sáng, anh ngồi trên ghế dựa lưng, người co khoác cái mền chống lạnh, trước mặt là một vườn hoa tươi thật đẹp. Em đến ngồi kế bên anh, đôi mắt anh nhìn xa xôi lắm, rồi anh gục đầu. Em đưa tay chạm vào vai anh, thì cứ như từng phần của cơ thể anh nhòa đi biến thành những cơn gió. Em đứng lặng nhìn và tự hiểu anh đã ra đi rồi. Nhìn đồng hồ thì thấy là 8:50. Em lại có suy nghĩ, để giờ mình đứng lặng im chắc cũng đã 2 phút rồi. Vậy anh đi là 8:48. Có lẽ tại hôm qua anh Thành gửi cho mấy tấm hình chuẩn bị nhập quan của anh Linh nên vào đầu cảm giác và chuyển thành giấc mơ. Kỷ niệm vào mộ với anh Linh thì em chỉ có duy nhất một kỷ niệm hiện vật, tuần tết gây lộn, đánh đấm từ phòng thu ra phim trường, tình thương mến thương qua các cuộc điện đàm suốt 17 năm qua thì hai anh em nhà em có đầy. Tất cả các hiện vật khác, Lân Ca nhà em là người mua tặng, chứ em thì không có. Nghĩ lại cũng vui hè, Lân Ca nhà em đi mua mắt kiến chống nắng, thử lên thử xuống thích cái mua, mua xong rồi lấy thêm một cái nói mua cho Vũ Linh, đến cái cây dù che nắng Lân Ca cũng mua rồi mang về cho Vũ Linh.